Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyện sống chết? Câu nói này xuất phát từ thời nhà Kim Nguyên của nhà nho tên Nguyên Hảo Vấn. Nguồn gốc của nó có liên quan đến một loài chim nhạn hay còn gọi là hồng nhạn, một trong những loài chim rất được các nhà văn, nhà thơ yêu thích. Câu chuyện của nó có chút đau thương nhưng cũng cảm động lòng người. Sự trung trinh của chim nhạn, tình yêu đích thực, sống chết chỉ một bạn đời. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Chuyện rằng, vào năm Thái Hòa thứ 5, thời Kim Chương Tông, Nguyên Hảo Vấn khi đó 16 tuổi, tới Tịnh Châu dự thi. Lúc đó đi qua sông Phần, ông thấy một thợ săn đang cầm hai con chim nhạn đã chết. Người thợ săn nói, buổi sáng hôm nay tôi dùng lưới bắt được một con chim nhạn rồi giết chết nó. Khi đó có một con chim nhạn khác từ trong lưới bay ra. Nó nhìn thấy con chim nhạn kia đã chết thì đau khổ kêu khóc, bay vòng vòng trên không trung thật lâu mà không chịu rời đi. Cuối cùng nó lao xuống từ không trung, đầu chạm đất mà chết. Nguyên Hảo Vấn nghe xong câu chuyện liền bỏ tiền mua hai con chim nhạn chôn cạnh bờ sông Phần, bốn bên đắp bằng đá cuội để làm dấu hiệu, gọi là gò nhạn. Những sĩ tử đi cùng lúc đó thi nhau làm thơ để tỏ lòng thương tiếc. Nguyên Hảo Vấn cũng viết một bài có tựa đề Mạc Ngư Nhi Nhạn Khâu Từ. Trong đoạn đầu của bài thơ, Nguyên Hảo Vấn viết: Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyện sống chết? Hỏi trời xanh tình rốt cuộc là gì lại khiến chim nhạn sống chết có nhau? Chẳng phải bởi vì tình yêu một khi đã trở nên sâu đậm thì dù sinh tử cũng không có gì tiếc nuối. Thời cổ đại cũng có một câu chuyện cảm động thể hiện tấm lòng trung trinh son sắt của một hiền thê đối với phu quân, rất đáng để hậu thế khâm phục. Câu chuyện về tấm lòng trung trinh. Thời nhà Đường, tể tướng Vương Doãn có một cô con gái út tên Vương Bảo Xuyến. Nàng không chỉ xinh đẹp còn vô cùng thông minh, nhân hậu. Đến tuổi cập kê, phụ mẫu nàng đều hy vọng có thể tìm cho con gái một ý trung nhân môn đăng hộ đối. Theo nghi thức truyền thống, Vương Tiểu Thư sẽ ném tú cầu chọn chồng. Vương Tiểu Thư xinh đẹp như hoa, tin nàng đến tuổi gả chồng nhanh chóng được lan truyền khắp chốn kinh thành. Tất cả công tử quyền quý khắp nơi đều đổ về tham dự. Phụ mẫu nàng cũng hết sức trông đợi khoảnh khắc trọng đại của con gái. Tuy nhiên khi ném tú cầu, nàng lại cố ý ném trúng một chàng thư sinh có vẻ ngoài bần hàn, quần áo rách rưới. Kỳ thực trước đó, Vương Tiểu Thư đã phải lòng chàng thư sinh nghèo này. Chàng tên là Tiết Nhân Quý. Mặc dù thân phận nghèo hèn nhưng lại toát lên khí phách hơn người. Hơn nữa còn có tấm lòng từ bi và sự quan tâm đến người khác, thật không giống với các công tử quyền quý khác. Nhân Quý cũng rất cảm mến Bảo Xuyến, bởi nàng dù mang dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư nhưng không phải kiểu liễu yếu đào tơ, có sự duyên dáng của tầng lớp quý tộc nhưng lại không kiêu ngạo. Chỉ tiếc nàng vốn là thiên kim nhà tế tướng, thân phận cao quý nên chàng cũng không dám trèo cao. Thế nhưng Vương Bảo Xuyến từ đầu đã quyết định gửi gắm cả đời cho chàng, mặc cho phụ thân có ngăn cấm, khiến phụ thân rất tức giận. Ái nữ của Vương gia sao có thể gả cho tên ăn mày nghèo hèn này? Đây chẳng phải là điều sỉ nhục sao? Người ta sẽ nói gì về con gái chúng ta? Người ta sẽ nói gì về ta? Đúng là làm mất mặt tổ tiên dòng họ. Kết quả,
Bảo Xuyến khiến phụ thân nổi giận, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Tấm lòng trung trinh son sắt. Sau khi thành hôn, Bảo Xuyến theo phu quân sống trong một ngôi nhà đơn sơ ở hang động nằm trên cao nguyên. Họ sống một cuộc sống thanh đạm bần hàn, không có bất cứ món của hồi môn nào. Tiết Nhân Quý vốn là hậu duệ của một dòng dõi tinh anh. Lúc nhỏ, phụ thân mất sớm. Hầu hết thời niên thiếu, chàng phải trải qua cuộc sống của một nông dân. Tuy nhiên, Tiết Nhân Quý ôm giữ hoài bão lớn lao và chí hướng cao xa. Chàng chăm chỉ mài dũa kinh điển và rèn luyện võ thuật. Bảo Xuyến tin tưởng tài năng của phu quân. Nàng thường động viên chồng lên kinh ứng thí, theo đuổi sự nghiệp công danh. Trước khi tiễn chồng rời nhà, nàng còn nhắn nhủ phu quân không cần lo lắng cho mình và hứa sẽ chờ đợi phu quân trở về. Tuy nàng cũng không biết phu quân sẽ vắng nhà trong bao lâu. Năm đó, nước nhà đang lâm nguy, Tiết Nhân Quý do có tài nghệ xuất chúng nên được phái đi thảo phạt quân phản loạn ở biên giới phía Tây. Trận thắng ở Liêu Đông của Nhân Quý khiến Hoàng đế Đường Thái Tông chú ý đến. Hoàng đế nói: "Trẫm đang tìm kiếm một số tướng quân có thể giao phó trọng trách quân sự và không ai có thể sánh được với Khanh. Có Khanh ở đây, trẫm thấy vui hơn so với việc chiếm được Liêu Đông." Tiết Nhân Quý sau này trở thành một vị tướng chủ chốt, phụng sự hai đời hoàng đế. Mặt khác, Bảo Xuyến vẫn sống trong hang động đổ nát. Ban đầu, nàng thỉnh thoảng nghe được tin tức của phu quân, nhưng thời gian lâu dần, phu quân cũng biệt vô âm tín. Trải qua biết bao mùa đông lạnh lẽo, trong cảnh túng quẫn, nàng vẫn tin tưởng một ngày nào đó phu quân sẽ trở về. Thỉnh thoảng, mẫu thân nàng lo lắng cho con gái, lén lút mang thức ăn và tiền bạc đến thăm nàng, cố gắng thuyết phục con gái về nhà. Nhưng nàng quyết tâm một lòng, một dạ, chờ chồng. 18 năm sau, Tiết Nhân Quý cuối cùng cũng trở về. Khi đó, chàng đã là một tướng quân chủ lực trong quân đội của hoàng đế. Đôi vợ chồng cuối cùng cũng được đoàn tụ. Câu chuyện này đã được truyền tụng từ đời này sang đời khác với nhiều kịch bản khác nhau. Trong mùa diễn Senjun 2018, phần tinh túy của câu chuyện này cũng được tái hiện sống động trên sân khấu hiện đại thông qua tiết mục vũ đạo Hàng Diêu, cảm động lòng người. Tấm lòng vô tư và thái độ dũng cảm của thiếu phụ họ Vương chính là kiểu mẫu về người phụ nữ Trung Quốc truyền thống với đức hạnh trung trinh như chim nhạn. Chim nhạn vốn chỉ là loài chim, nhưng nó đối xử với bạn đời lại có tình có nghĩa, chân thành, thủy chung, không bao giờ thay đổi. Một khi đã chọn bạn đời thì sẽ bên nhau như hình với bóng. Nếu như một trong hai con bất hạnh mà chết sớm thì con kia sẽ sống đơn độc một mình như thế cho đến hết phần đời còn lại. Nó sẽ không chọn thêm bất kỳ một con chim nhạn nào khác ở bên bầu bạn nữa. Vì thế, vào thời cổ đại, trước khi đón dâu, có một nghi lễ quan trọng gọi là tế chim nhạn. Khi nhà trai đến nhà gái rước dâu, trước tiên phải dâng cho nhà gái một con chim nhạn lớn để biểu thị thành ý trung trinh, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, cổ nhân chọn chim nhạn là một trong 6 lễ vật, còn có một dụng ý nữa. Học giả Hồ Bội Nhung thời nhà Thanh trong tác phẩm Nghi lễ chính nghĩa từng nói: "Chim nhạn vào những mùa khác nhau mà di trú giữa hai miền Nam Bắc, tuần hoàn theo đạo âm dương, trước nay chưa bao giờ thất tính thất tiết." Bởi vậy người ta dùng biểu tượng này thể hiện cho sự chung thủy giữa đôi bên nam nữ mãi mãi không thay đổi. Lúc đàn chim nhạn bay đi sẽ theo sự chỉ dẫn của con đầu đàn. Tất
tất cả sẽ phải tuân thủ theo chỉ thị của một con, không được vượt giới hạn. Cổ nhân ví von điều này với lễ tiết vợ chồng. Trong nhà phải có tôn ti trật tự, phải tuân theo nguyên tắc của người làm chủ, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt bổn phận của mình.